Vừa nuôi xong Silonen lên level 90, ngay cái thời điểm mà Genshin vừa reset la hàng luôn, mới ra cái la hàng 5.1. Mình rất là háo hức mong đợi coi những thử thách dữ dội gì đang chờ đón để cho Silonen thể hiện. Nhưng mà không ngờ chạy vô đánh ào ào, chưa có gì hết, xong luôn, hoàn thành rồi, đánh xong rồi, không kịp cảm nhận cái gì hết. Đánh bừa, đánh bãi, không nghiên cứu, không mechanic gì hết, cũng qua luôn. Một cái la hàng quá là dễ, mấy ông hôi vô vạch này nắng mưa thất thường quá, không biết đâu mà lần. Khi thì làm quá khó, khi thì làm quá dễ. Hôm nay video này mình sẽ cùng nhìn lại đánh giá cái la hàng 5.1 này nha, để coi lý do tại sao nó dễ như vậy. Thứ hai là nếu có anh em nào mà vì nguyên nhân nào đó không đánh nổi thì coi video này đi, coi xong là sẽ có động lực đánh qua dễ dàng liền. Điều đầu tiên mình nhìn thấy ở cái la hàng này là cái số lượng quái vật nó không có nhiều, đa số chỉ có một phay thôi, một hai phay là cùng, không có dù ba phay quýnh quá trời quái như mấy cái la hàng trước đó. Như là anh em thấy cái tầng đầu tiên này 12.1 tầng trên này, nó chỉ có một phay và bao gồm hai con quái thôi, hai con thú thánh quá. Hai con này nếu không có cái cơ chế khiên hay là mechanic gì phức tạp chân á, cơ bản là thuần đam thôi, mình đánh đủ đam vô là ăn. Thì đối phó với hai con này có rất là nhiều sự lựa chọn về debuff luôn. Ở đây mình dùng Hu Tao ha, một con tướng cũ, tại vì gần đây mình khoái xài Hu Tao, nhưng mà này mình đang luyện tài là trong kích spam bam. Anh em có thể dùng bất kỳ debuff nào khác như đi Luxy Out gì đó đều qua được ha, Alexino gì đó, Nevillet đánh được hết luôn. Không có cái cơ chế gì đâu, cứ đam là qua thôi. Và nó chỉ có hai con, đánh rất là nhanh. Xong tầng trên rất là lẹ, bây giờ xuống tầng dưới nè. Tầng dưới của 12.1 thì mình thấy đây là tầng tương đối khó trong toàn bộ các phòng của cái la hàng kỳ này ha. Thực ra nó không hẳn là khó đâu, mà cơ bản là nó yêu cầu cái số lượng quái nhiều nhất trong tất cả các phòng thôi. Phòng của la hàng kỳ này thì tổng cộng là nó có 6 con quái chia thành 3 phay, mỗi phay 2 con. Hai con đầu tiên là hai con rồng biển sâu. Hai con này cũng không có mechanic gì ghê gớm luôn. Nó như lính thường thôi chứ nó không phải boss đâu, nên dùng đi bếp gì cũng giết được hết á. Nhưng mà tầng dưới một chút đó mình phải đánh các loại khiên nham ở những tầng sau đó, cho nên ưu tiên dùng đi bếp nham ha anh em. Ito Navia thì đánh thì sẽ rất là tiện cho việc đánh đi bếp, đánh boss nham ở những tầng sau. Còn nếu anh em nào không có nham thì xài giống mình nè, tức là chơi team quá tải để hình gồm lọ hỏa với lôi đó. Ở đây thì mình sẽ dùng lôi thần cho nó quốc dân, tại lôi thần thì dễ kiếm, lôi thần sang lên bên net ba con này đủ rồi, nếu có thêm bắn súng chevillet nữa thì ngon. Còn nguyên thể khe nứt, hai con này là cũng là bị khắc tinh của hệ nham á, anh em mà xài đi bách nham thì cứ phá khiên vô bập đánh thôi đó, không có quá, không có tinh nham thì cứ xài quá tải như mình, lao vào đánh thôi, tự nó bể khiên xong rồi chết. Hai con thực thể nguyên thể khe nứt này thì nó có nhiều nhìn mình thấy nó hình như hai hệ, ba hệ lắm, nhưng mà cái hệ nham là dễ nhất, cứ phá khiên đánh thôi, nó không có chiêu tất sát giống như là hệ thảo thì nguy hiểm. Rồi cuối cùng là hai con cấm vệ ma tượng, hai con này cũng là lính thường không phải boss, cho nên cái máu nó không có nhiều, anh em chỉ nhảy vô phá khiên xong nó gục xuống rồi cứ đánh dồn đam là xong thôi ha. Ai có nham với lề hoặc là team quá tải là đánh được thôi. Nói chung là cái tầng dưới nó yêu cầu mình sắp đúng team đó, nó không yêu cầu kỹ thuật đánh mà yêu cầu sắp team chuẩn. Thứ nhất là team nham, thứ hai team quá tải, hết hai dạng team này mà mình nghĩ là cái team này ai cũng có thôi. Đội thần sang Linh Menet nè. Rồi bây giờ mình qua 12.2, tầng trên có 12.2 có 4 con quái chia làm 2 phay. Phay đầu tiên là hai con lính kém chất lượng nhất của Genshin Impact này luôn. Đây là những thành phần thuộc thể loại hồi đó năm 2020 đến từ Monster. Muốn tiêu diệt nó thì mình không nên dùng hai tay, chỉ nên dùng một tay uống xì tin, còn tay kia hút thuốc là được rồi. Hai con còn lại của tầng trên thì không khá hơn hai con đó là bao, mấy cũng là mấy thanh niên đến từ Monster thôi. Mấy con này cũng không có thần thông chiêu thức gì ghê gớm, không có mechanic gì hết, cho nên đánh hai con này nên dùng cái chân nha, ngã người ra bằng cách bàn phím một thước, như vậy mới có đủ khoảng cách để thò chân lên bàn mà bấm cái phím cho nó dễ. Hả? Rồi ở dưới thì mình chỉ cần đánh một con duy nhất thôi, nhưng lần này là boss, anh em phải cẩn thận nha. Cách giết con này là phải phá khiên nó, phá khiên xong rồi dồn đam. Nguy hiểm nha, cẩn thận nha, nó lúc nó bể khiên nó vẫn đánh mình được á, đam nhiều lắm, nhưng mà cơ bản thì cứ việc là phá khiên thôi. Nếu mà có team nham thì quá đơn giản, quá dễ dàng, ai có Navia Ito thì auto dễ luôn, còn không có thì cứ xài team quá tải giống mình ha. Rồi cứ nhảy vô chém bừa thôi, Bennett nộ, sang Linh nộ, rồi lấy thần nộ chắc, không có mechanic gì, bấm đại bấm 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 là xong. Cơ bản gì bọn này thì mình cần chọn team đúng ha,
chọn tim chính xác, chọn tim phù hợp là được, chứ không có hề cần một cái kỹ thuật cao siêu gì hết. Rồi bây giờ qua phòng cuối cùng 12.3, nửa trên chỉ có một phây thôi, đánh hai con quái cũng có sức thân từ năm 2020 đến từ Monster. Rồi bọn này cũng giống như bọn thủ vệ di tích luôn, cũng không có thần thông, không có giáp giết gì hết. Lần này thì mình nghĩ anh em nên nhắm mắt lại đó, nhắm mắt đó, là cách tiêu diệt bọn chúng tốt nhất. Hồi nãy mình dùng một tay, lần thứ hai dùng chân, lần này thì nhắm mắt. Chơi quýnh luôn, quýnh vậy nó mới phong cách. Rồi bây giờ xuống tầng dưới chỉ có một phay thôi, chỉ có một phay, và một phay này cũng chỉ có một con boss quá đã luôn, đánh xong ra ngoài lãnh tiền. Con này cũng giống như con boss tầng 2 y chang luôn, ai có tim nham thì auto xài tim nham auto dễ dàng, còn không có thì cứ xài quá tải kiểu này, nhảy vô Bennett nổ, sang linh nổ, lấy con bắn súng nổ, rồi sau đó chữ E, rồi sau đó lôi thần nổ, pam. Và đánh con này lưu ý là không có cần canh phá giáp gì hết. Không phải là không cần canh phá giáp, mà đại khái cái quá tải của mình nó có phá giáp rồi. Cho nên anh em cứ đánh xả đúng cái rotation của team lôi thần. Bennett, sang linh, chép gì diêu, lôi thần nộ, cứ làm như vậy hai vòng, ai yếu thì ba vòng là xong. Tự nó quá tải, nó bể khiên và nó cũng nổ đam vô máu. Cứ thế. Không cần né đòn luôn, tại vì mình đã có Bennett hồi rồi. Rồi, quá là nhẹ nhàng, quá là đơn giản. Cái kỳ là hàng này nó dễ kiểu như là bọn hôi vô vệt nó làm biến hay sao rồi. Mấy nhân viên nó đòi tăng lương nè, nó không thèm làm việc nè. Rồi vậy là xong, theo mình thấy thì đây là một trong những kỳ là hàng dễ nhất từng xuất hiện ở Genshin Impact. Lý do cho việc này là cái số lượng quái vật quá ít, cũng như chất lượng quái cũng quá thấp luôn. Nó đem những con lính đời đầu, những con gì đâu mà đầu trâu, thủ vệ di tích thì thôi còn nói cái gì nữa. Đây là những quái vật xuất thân từ vùng đất Mondstadt, vùng đất khởi đầu, vùng đất đầu tiên của Genshin, cho nên nó tương đối dễ. Nó không hành người chơi, nó không có mechanic hay cái gì mà ghê hết trơn á. Cho nên chỉ cần dùng sát thương thuần là qua ha. Thiệt là một cái la hàng dễ chưa từng thấy. Và đó là tất cả những suy nghĩ của mình về cái kỳ la hàng lần này ở phiên bản 5.1 của Genshin Impact. Còn em thì sao? Ai có ai mà không đồng tình với video này không? Có ai cảm thấy cái la hàng này khó quá thì hãy để lại comment cho mình biết nha. Hoặc là những ai mà chưa đánh nổi không full sao thì cũng comment luôn nha.